Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình sẽ được giới thiệu với các bạn là một con cái xin dắt nghé kem nha các bạn. Nghé kem trang của lai á các bạn. Bà mẹ là chất kem nè các bạn. Con kem rất là mát sữa nha. Mẹ là mẹ hả đồng nên hơi rong bò nha các bạn. Chân móng hoàn thiện, sở thích nghiêm chỉnh nha các bạn. Rúng yếm có 4 vú đều, 34 triệu nha các bạn. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp nha các bạn. Liên hệ trực tiếp với mình comment số điện thoại trên video nha các bạn. Còn kem các bạn, còn kem sẽ thích nghiêm chỉnh, chân móng sò hoàn thiện luôn các bạn. Con kem rất là mầm nha các bạn, rất là mát sữa. Mẹ khả đồng nên hơi rong bò, hơi rong bò, hơi hiếu nuôi nha các bạn, nên các bạn về các bạn rất là dễ nuôi nha. Mẹ này ra đẻ kem này là lứa thứ hai nha các bạn. Lứa thứ hai, mẹ mới bơm kem lại nha các bạn. Mẹ mới bơm kem lại nha. Bơm kem lại mấy ngày rồi. Đây, chân móng sò hoàn thiện. Bò này là nết ăn nết uống đồ là tơ rất tốt nha các bạn. Rúng yếm có nè các bạn, 4 vú đều. Chân móng sò hoàn thiện. Màu đỏ mặt luôn nha các bạn. Màu đỏ mặt luôn. Bò này cao tầm 1m26 bò nha các bạn, 25-26 bò. 34 triệu. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với mình. Mình comment số điện thoại mình trên video nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh bò mẹ con lại một lần nữa cho các bạn xem rõ hơn. Rồi các bạn nào có nhu cầu thì cứ alo cho mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đăng ký, nhấn chuông để nhận những thông báo video mới nhất của mình. Để mình có thêm động lực làm nhiều video mới tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.